Thầy nào trả lời đây thầy Thầy ơi? đây. Anh ơi, đây là Ơi. Công Linh theo Trần Văn Lượng với thầy nhá. Trần Thầy Văn Lượng với gia đình của thầy biết rồi. sáng đến giờ mà thần kinh thật thầy ạ. À. Thần kinh. Thần không cho vào, thần không cho vào, thần bảo là phải đứng ở ngoài kia. Ôi. Úi rồi, úi tất cả mọi người sợ quá, cái thần đấy cũng tinh lắm thầy ạ. Thế à? À. Thần đấy rồi đấy, Thế à? Thế thần đấy rồi đấy thầy ạ. À. thế Không bây giờ phải là chuyện đùa thế đâu. thế thế bây giờ mình đang bị thần nhập hay vong nhập? Bây giờ là vong, À. bây giờ là vong của nhà anh Lương, không Ồ. biết nhà anh đó gì, nhưng đấy là vong, không Ừ. phải là thần À. Trần Văn Lượng ạ. Thế vong theo Trần Văn Lượng, thế Thần vong. đang ngồi kia, thần đang ngồi kia để tí chờ thầy cáo anh, để thầy cáo anh nhận lời một cái vấn đề gì đó, nên là vẫn còn ngồi kia đấy. Bây giờ là nhà anh Lương nhớ thầy, nhớ nhà anh Lương đấy, nên thầy nhìn thầy có biết không, Thầy mít. thầy cáo anh giỏi như thế là thầy nhìn không biết chứ sao thầy nào không biết. Thầy cáo anh rất là giỏi, thầy cáo anh giỏi vô cùng, nên cả dòng họ, mấy dòng họ đang đứng ở ngoài kia đều bảo thầy cáo anh giỏi lắm, nên đứng hết ngoài kia ngoài đấy, không phải mỗi mình dòng họ nhà tôi đâu, dòng Ồ. họ nhà tôi cũng đứng đợi từ sáng đến giờ, bởi vì cái thần ngồi phía kia, thần không cho vào, Đúng rồi, làm thần sao? phải giúp cho gia đình nhà cái Yến Nhi này này, nhà cái Ồ. Yến Nhi này này làm trước thì tôi mới được vào hôm nay. Rồi, thế bây giờ để thầy cầu siêu cho các vong linh mà chưa siêu thoát loanh quanh ở đấy cho họ siêu thoát hết đi nhá. Chứ bây giờ họ không siêu thoát là họ khổ lắm, thần cũng không nuôi được họ đâu. Thấy được, đồng vong đồng ý Đại chưa? thần Rồi, đồng ý rồi vong thì đồng ý, đồng vong ý. này vong đồng ý, vong Đồng. đồng ý, vong đồng Bây ý. giờ nói là tất cả vong linh đang ở quanh khu vực đấy chưa siêu thoát, thầy sẽ cầu siêu cho bây giờ. Vâng, đại thần. Vào Có hết đi. Đằng này, đằng này. Tất cả, tất cả, tất cả. Thầy nhìn nào. Thấy Nhiều rồi. lắm, núi sụn. Rồi. Nhiều Vong lắm. kinh khủng Thế bây luôn. giờ nào, mình Thầy ngồi. cáo anh hôm nay, thầy cáo anh hôm nay về đây thầy rất giỏi. Đông lắm, đông lắm, đông lắm. Rồi, bây giờ Thầy siêu thoát cho tất cả mọi người. Vâng. Rồi, bây giờ nhắm mắt Nhà đi, thầy. nhắm mắt ngửa tay ra ngồi thiền với thầy cầu siêu cho tất cả các vong linh ở đấy cho họ đi siêu thoát nào. Con cầu Phật bảo Như Lai, con cầu quan thế Bồ Tát, con cầu Địa Tạng Vương Tát đón con tất cả vong linh âm binh cô hồn tiền duyên vong thần theo Trần Văn Lượng sinh năm 1988 tại Hồ Chí Minh thành phố Gò Vấp quận được đi tu học và đầu thai tái kiếp làm người. Rồi, mời Đĩa đấy. các vong đi hết Đĩa. chưa? Bây giờ mình tỉnh chưa? Thần Bây giờ mình tỉnh chưa? Mình tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Rồi, bây giờ thần linh ở thần khu vực đấy, thần linh ở khu vực đất đất nhà anh gia chủ đúng không? đấy. Vâng, vẫn Rồi. đi cuối điện. Thần linh ở đất Thế bây chủ giờ nhỏ. Vì thật nhìn là thầy biết sao đây thế thần mới giỏi bây giờ thế thầy nhỉ. hỏi cho Sao chắc, bây cố. giờ nào các vị muốn 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 gia chủ làm việc gì cho các vị không? Đất nhà này á, đất nhà này thì ở thì được rồi, đất nhà này thì đẹp rồi, đất nhà này ôi trời ơi, đất nhà này đẹp rồi, tất cả này thì không có gì phải chê, không có gì phải chê, không có gì phải chê nhá thầy. Thầy nhìn thấy biết đất nhà đẹp đẹp không Thầy thấy đẹp, rất đẹp mà. đấy, đất nhà này, đất nhà này thì đẹp lắm, có thân ngư đấy, có thân ngư đấy thầy ạ. À. Đất nào cũng có thần, nhưng mà vị thần nào thiêng thì gia chủ được lộc nhiều hơn. Thần nhà đất nhà này thiêng mà, đất nhà này rất thiêng, nhưng mà hay bị lục đục cãi nhau. Tại sao không? Tại vì là rất long tính, ông chồng rất long tính, ông chồng hơi một tí là trợn mắt lên. Úi giời ơi, ông chồng này cứ trợn mắt lên thế. Ôi giời ơi, kinh lắm, ông chồng này kinh lắm, hơi một tí là trợn mắt lên. Thế bây giờ các vị thần linh có nhắc nhở ông chồng việc gì không? Ông chồng này cũng được mà, chẳng qua là cũng tự tác động linh tinh của những cái bóng đi đường thôi. Nhưng về đến nhà, nhưng nha, tôi nói một điều này, thầy tín thì tín, không tín thì thôi, tôi cũng giúp
gia đình nhà này gặp được một đứa, Ồ. nó giới thiệu đến nhà thầy Cáo Bánh là cái đứa thân xác đấy này, nó giới thiệu đến nhà thầy Cáo Bánh đề dài hết rồi, đề dài hết cho ông chồng nó mát lết dần dần rồi đấy thầy à. Thầy có biết không, À thế à. cái đứa thằng này, cái đứa này này, cái thân xác này này, nó giới thiệu đến nhà thầy Cáo Bánh đấy, cái đứa này này, cái đứa này này, nó giới thiệu đến nhà thầy Cáo Bánh rất nhiều người để làm thì thầy Cáo Bánh đô được rất nhiều người rồi đấy, ở cái khu vực này rồi đấy thầy à. Ok. Thế bây giờ các vong linh hoan hỷ, à các vị thần linh hoan hỷ nhá. Bây giờ ngài có ngự trên bát hương của gia chủ chưa? Bát hương nhà nhà nó, bát hương nhà nó, để tôi một lần nữa tôi thấy bát hương nhà nó, bát hương nhà nó cũng được rồi, có ba bát hương, có ba bát hương, có ba bát hương, nhưng tôi chả biết tôi ngồi chỗ nào, tôi Ngài chả biết tôi ngồi chỗ nào, thần linh là phải ngồi bát hương thì cao nhất vào giữa. tôi không biết tôi ngồi chỗ nào mà nó đặt tôi ở đâu đây này, tôi ngồi ở đâu đấy này, tôi ngồi ở đâu, nó để tôi ngồi ở đâu đấy không biết nữa, tôi nhìn khắp nơi đấy, tôi không biết tôi ngồi ở đâu đây này, tôi mà tôi cũng thần linh đấy nhưng tôi không biết ngồi đâu, thầy nhìn tôi có phải là thần linh không mà tôi không biết tôi ngồi ở đâu. Thì tại vì lâu nay gia chủ chưa quan tâm, chưa biết cách thỉnh linh nhập cốt của ngài vào trong bát hương thôi. Bây giờ thầy sẽ giúp ngài nhá. Đấy, Bây giờ cái chính là như thế đấy thầy ạ, nó cứ bảo nó kéo cái thầy gì gì đấy, nó bảo là thầy đấy làm được, nhưng tôi không biết tôi ngồi ở đâu đấy này thầy này, rồi, tôi ngồi ở chỗ nào đây chắc là này, trong đợt bát nó vào thần thần phải ngồi ở giữa, nhưng tôi có biết tôi ngồi ở đâu đâu, nó bảo thầy thầy giỏi ở đâu mà tôi ngồi ở đâu, thầy nào bộc thế mà tôi ngồi ở đâu. chắc là thầy thầy đã quên không viết bài vị của thần linh ở trên cái bát hương rồi. Thôi bây giờ Tôi không biết tôi ngồi ở đâu, tôi nhìn thấy là ba bát hương, tôi chưa lên đâu nha. Tôi cái thân xác này này, cái đứa này này, nó chưa lên nhà nó đâu. Nó chưa lên bàn thờ nhà nó đâu, nhưng mà tôi biết ba bát hương, tôi nhìn thấy ba bát hương nhưng tôi không biết là tôi ngồi ở đâu. bây giờ thầy mời sẽ mời ngài vào bát hương ở giữa nhá. Vâng, Cao. tôi ngồi ở giữa họ, Ồ, tôi cao ngồi ở giữa họ thầy bát hương ở là giữa thầy và cao đúng nhất, oai nhất nhá. dạ vâng dạ Rồi. thầy, tôi là thần thì tôi phải ở giữa, tôi phải oai chứ, tôi không phải là vong, tôi là vong thì tôi ngồi đâu cũng được, tôi cũng dễ tính mà, nhưng Rồi. tôi là thần thì tôi phải được ngồi ở giữa, tôi không ngồi ở đâu đâu, nhưng thầy ơi còn một cái thần kia kia nó đang ngồi kia, nó muốn vào gặp thầy, nó xin cho con thân xác này này, cái con thân xác này này là thầy phải nhận nó làm đệ tử bởi vì thầy giúp nó đi, tôi phải nói mấy tiếng đồng hồ chỉ vì cái thân xác này, thầy có biết không, Rồi mệt thì lắm mệt lắm. bây giờ thế này này, thầy không có nhiều thời gian nên là thầy sẽ cho cái người âm đấy vào, cái vị thần đấy vào mượn xác này xong rồi nói chuyện với thầy, nhưng mà chỉ được 1 phút thôi nhá. Thầy nghe thầy giải quyết ok không? 1 phút thầy, tôi biết thầy rất nhiều việc, tôi cũng vô cùng nhiều việc, không phải mỗi việc này đâu, tại sao hôm nay tôi nhiều việc mà tôi vẫn phải dành 1 2 tiếng, tôi phải nói là 1 2 tiếng để tôi nói để cho con gái nó biết thầy đấy, tôi quấy thầy để thầy còn nhớ con bé này hôm nay thầy mới xem có nó, thầy có nhớ không, con diễn đấy, tôi thương cho gia đình nhà nó nên tôi bắt tay lên gặp thầy Cao Anh, mẹ nó tôi bắt nó lên gặp thầy Cao Anh từ năm ngoái, nhưng năm ngoái tôi chưa cho làm, năm nay tôi mới cho mẹ nó làm, mẹ nó dạy nhà thầy nhưng còn cái tiến căn tôi chưa cho làm mà thầy cũng chưa về được mà làm, tôi bảo tiến căn đề từ từ chờ thầy Cao Anh rồi về rồi làm chứ không phải thích làm là làm được, thầy ở đây thì thầy thiếu gì thầy làm nhưng không ai làm được cho nó, chỉ có thầy Cáo Ánh mới làm được cho gia đình nhà nó, cho dòng họ nhà nó, chứ không phải là ai cũng làm được, nếu bà ai cũng làm được thì tối cho mẹ nó đi làm lâu rồi, tại sao mẹ nó ở Hải Dương mà lại biết thầy, bởi vì tối dẫn mẹ nó lên, tôi dẫn mẹ nó lên chứ không phải là tự nhiên mẹ nó biết được, tôi không dẫn thì mẹ nó không bao giờ biết được, lên
Tôi đã chọn mẹ nó là người có căn có số. Rồi. Lên nhờ thầy cáo anh nhận mẹ nó làm học trò. Thầy cáo anh gửi. Được. Gửi. Được, đồng ý luôn. Thầy cáo anh nhớ giúp tôi là gửi những tài liệu về để cho mẹ nó học. Tôi bắt mẹ nó học thường xuyên, những cái tài liệu đấy học nó không hay, không được như của thầy cáo anh. Mẹ nó tôi bắt bỏ tiền ra mua nhiều sách lắm đấy. Mẹ nó bỏ tiền rất nhiều tiền mua sách, làm được bao nhiêu tiền tôi bắt sai đi mua sách chứ không được. Lười học là tôi cho ăn vạ ngay. Học ngày học đêm, tối bắt ngày đêm phải nghe thầy cáo anh. Ngày đêm đang làm tôi cũng phải bắt nghe, đang làm bánh sinh nhật tôi bắt mở thầy cáo anh để nghe, đang làm cái này tôi bắt mở thầy cáo anh để nghe để học. Nhưng nhiều khi nó ngang lắm thầy ạ, nó bộ nó còn phải tập trung để làm bánh cũng thì viết chữ sai, mấy lần nó bị viết chữ sai rồi đấy thầy ạ. Tôi bảo học thầy cáo anh hơn không được làm bánh. Làm bánh bây giờ tôi cho làm bánh một thời gian thôi, sau này con này nó thành đạt, con này một vài năm nữa nó thành đạt, tôi bắt phải đi theo thầy cáo anh. Và tôi đã nhờ các thầy kia phải gửi cái nai này đến thầy cáo anh, phải nhận cái thân xác này làm học trò để dìu dắt nó, để nó đô cho cái tình này. Tôi chỉ cho nó, chỉ cho nó làm ở cái tinh này thôi, bởi vì nó là đàn bà cũng làm nhiều việc, nó vất vả quá nên tôi nhờ thầy giúp đỡ mẹ nó để mẹ nó đồ cho. Một mình thầy cáo anh không thể làm cho rất 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 nhiều người được, nên tôi chọn mẹ nó để cũng phụ giúp thầy cáo anh Rồi. để làm, chứ không phải riêng một mình dòng họ nhà nó và cái khu vực này đâu, mà cũng phải nhờ cái hồng phúc của thầy cáo anh đồ cho mẹ nó thì để mẹ nó làm những cái việc đấy. Tôi bắt mẹ nó học rất nhiều nhưng mẹ nó cũng lười 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 lười, học không chịu học, chỉ ngủ, nhưng mà ngủ gà ngủ vật, ngủ giò vò đấy, không phải ngủ say đâu. Nhưng từ hôm lên nhà thầy cáo anh tôi bắt cho, tôi cho lên dạy thầy cáo anh thế là về ngủ ngon, tôi cho ngủ ngon, tôi cho ngủ ngon một thời gian thôi, nhưng mấy hôm nay tôi không cho ngủ. Ngủ đến hôm tôi từ dưng dưng đầu dậy tối bầu dậy học, nhưng mà nó vẫn chỉ mở mắt được một tí xong nó lại ngủ tiếp thầy ạ. Tôi dẫn lên nhà thầy cáo anh dạy cố thần qua tú ở trên nhà thầy cáo anh phục binh nữa, nó có cả phục binh đi theo mẹ nó nữa. Tôi nhờ thầy cáo anh dạy hết rồi, những cái đấy làm cho mẹ nó rất là đau lòng. Lên mẹ nó bây giờ hết đau đầu rồi thầy ạ. Phải Oh. cảm ơn thầy, Chúc mừng, chúc cảm mừng. ơn thầy rất là nhiều. Thầy đã giúp đỡ mẹ nó. Hôm nay tôi bảo là phải dạy cho con mày nữa, bởi vì cái thằng phục binh này này nó vẫn đang ngồi đây này này, nó lười. Thằng phục binh này nó lười lắm thầy ạ. À, nó chỉ muốn sau thứ đấy vừa nên xin nhiều tiền lắm đấy thầy ạ. À, không phải chuyện đùa đâu, nó tác động cho con này mà nó lười học kinh khủng. Thầy không biết đâu, con này nó giỏi lắm nhưng mà cái thằng phục binh này nó làm cho nó lười theo, nó lười lắm. Nhưng từ nãy giờ đi tôi sẽ giúp nó chịu khó hơn. Tôi vào thằng lắm đi đi để cho nó bớt khổ, nó chịu khó nó làm được giá tiền thì giúp đỡ mẹ nó một phần nào. Nhưng tôi rất mong thầy nhận mẹ nó học trò được không thầy? Ok, được rồi, thầy hiểu rồi. Từ nãy giờ Tôi đang chờ thầy đấy. Tôi là thần chứ không phải là vong, nếu mà tôi là vong hư hồng thì không bao giờ tôi giúp gia đình nhà này đến nơi đến chỗ như vậy. Tôi trước là vong nhưng tôi tu tập rất tốt, tôi tu tập khổ luyện lắm đến hôm nay tôi mới thành thần, nên tôi nhờ thầy cáo anh, Ok. tôi nhờ thầy cáo anh để giúp đỡ mẹ nó, để nhân mẹ nó, vừa giúp đỡ vừa nhận mẹ nó làm học trò của thầy cáo anh. Đồng ý, bây giờ để thầy giải cho Thầy cái phải nhận lời bây thì giờ tôi mới yên tâm
6 ngày có ngày nó thành đạt, tối sẽ mờ cho mê nó, trên thống thiên văn dưới tường địa lý, rồi để cho mê nó ăn lộc theo cái nghề của thầy. Thầy có bàn tay che chở cho tất cả mọi người thì hãy che chở cho mẹ nó, dìu dắt mẹ nó đi với con đường của thầy để tu tập, để giúp đỡ tất cả mọi người ở cái khu vực này. Một mình thầy vất vả quá, thầy không thể giúp hết được ở cái khu vực này nữa Ok rồi, đâu. thầy hiểu rồi, thầy hiểu Lên, rồi, thầy hiểu rồi. Ok, thầy lên, hiểu rồi, đã lên. hiểu rồi nhá, thầy hiểu rồi. Bây giờ để cho thầy cầu siêu. Tôi chỉ mong muốn nghe được câu thầy nhận lời và Thầy nhận thầy làm lời. những cái điều mà thầy đã hứa Thầy nhận với lời. tôi. Rồi, thầy nhận lời rồi. Bây giờ bạn Trần Thị Thúy sinh năm 89 đâu? Thầy nhớ với tôi nhá. Ừ, thầy hứa rồi. Ok nhá. Rồi, chào ông nhá, chào quan nhá, Vâng, tôi chào thầy cáo anh, tôi rất quý thầy cáo quan đi anh vui vẻ lên, nhá. tôi đã lên mấy tiếng đồng hồ, tôi chưa bao giờ tối phải đi đâu mà giúp đỡ nhiều người mà phải đến thầy cáo anh như vậy đâu. Rồi, Thầy cáo anh rất là tuyệt vời. rồi. Tôi dẫn rất nhiều người đến thầy cáo anh đấy chứ không phải là không đâu. Rồi. Thầy tôi biết thầy cáo anh giúp đỡ được mọi người lên, tôi dẫn lên để thầy cáo anh giúp, nhưng thầy vẫn lấy tiền những người nghèo. Người nghèo là thầy không lấy, đấy là những việc làm rất có tấm có đức của thầy cáo anh. Đúng rồi, Nhưng người nghèo thì có lấy tiền đâu. đúng thế, nên thầy được có đức độ như thế, Ừ. cả cái đất nước Việt Nam này không ai đức độ bằng thầy, nên tôi mới dẫn gia đình dòng họ nhà này và rất nhiều người đến nhà thầy cáo ánh để cho thầy cáo ánh giúp đỡ đấy. Không phải tôi là vong vớ vẩn đâu thầy nhớ, Ok. tôi không phải Thế vong vớ bây giờ vẩn, có nên bây thầy giờ đã nhận lời với tôi là thầy phải giúp đỡ đến nơi và đến chốn đó thầy nha. rồi. Cái thân xác này nó không muốn học tối bắt phải học và Rồi bây học giờ mà chỉ ok rồi. được học Bây giờ tài nghe, liệu thầy làm nói. miễn để tôi nói. Bây giờ Thầy có nghe tôi nói chỉ 1 phút thôi, thầy nói người khác 1 phút tôi cũng chỉ xin thầy 1 phút nữa, có nghĩa là tôi bảo là khi có tài liệu của thầy cáo anh học mới đổ được cho tất cả mọi người, còn những tài liệu khác họ nói chúng chúng họ không nói rõ như và dễ hiểu như của thầy cáo anh. Nên thầy cáo anh gửi tài liệu về cho cái thân xác này để cho nó học, và thầy cáo anh nhận con bé này, cái thân xác này làm đệ tử của thầy cáo anh. Rồi, Tôi là đồng ý mà luôn. tôi còn phải tin Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Đồng ý. đấy, tôi chỉ mong mỗi cái điều đấy thôi, còn đâu tôi không mong một điều gì khác nữa. Rồi bây Còn giờ, lỗi đến lượt, bây giờ lên thầy nói. lá của mẹ con nhà nó tất cả là tôi nó, thầy không phải nó cái vấn đề đấy nhá, Rồi, bây giờ thầy chỉ giúp mẹ nó như thế là được rồi. cho thầy Còn nói được ăn lộc hay không? không là tôi cho mẹ con nhà nó, sẽ được ăn lộc. Chào thầy nhé, thầy Rồi. nhận lời rồi. Ôi trời ơi. Bây giờ thầy nói chuyện nha. Thứ nhất là để được mọi người tin yêu như thế này, thầy rất là tự hào này, cảm thấy là rất là vui này. Nhưng mà có rất nhiều thầy giỏi nữa, chẳng qua là chúng ta chưa có duyên thôi. Thầy không có phải là giỏi nhất đâu, thầy chỉ chẳng qua là người biết nói chuyện trên internet nên là nhiều người tiếp cận được với thầy nhất thôi nhá. Còn rất nhiều người Thầy thầy giỏi, ơi, nghe tiếp, còn rất nhiều thầy giỏi nhưng người ta không xuất hiện. Nên là chúng ta nếu có duyên với thầy nào thì nhờ các thầy hóa giải cho. Còn mình có duyên với thầy thì thầy sẽ hóa giải cho mình nhá. Bây giờ cho thầy cầu siêu cho các vong linh theo bạn Yến Nhi nhá. Được không? và Yến Nhi còn họ Luân Xá, thầy phải đóng Luân Xá cho nó đấy. Nó đi Rồi, thì đồng đau đầu ý. tối mà đi, nó đau đầu chết luôn đấy thầy Rồi, ạ. rồi, 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 rồi. Tôi nói nhớ để cho thầy nhớ, không nó đau đầu chết tối đô cho nó nhiều lắm đấy, Đồng chứ ý. không nó bị đau đầu đấy thầy à, chứ nó Rồi. từ trước chưa bị đau đâu. Rồi, ok, nào, ngồi khoanh chân nhắm mắt nào, Yến Nhi ngồi trước mặt thầy đi.